Đối thủ cắt được bóng thì sẽ tạo nên một tình huống phản công ngay. Đó là tình huống quầy hay đến từ cầu thủ Hàn Quốc. Sút xa, phản xạ tuyệt vời. Tại đấu trường World Cup, Văn Mỹ đã tỏa sáng như thế nào? Mặc dù họ bị đánh giá thấp hơn nhiều. Tuyệt vời. Xuất tướng rất xuất sắc của bác ấy. Của Nhàn và Hưng vẫn còn thật sự thiếu đi sự tỉnh táo và độ nhạy cảm. Lại sút rất nguy hiểm, tuyệt vời. Văn Mỹ xuất sắc. Chúng ta khen Hồ Văn Ý thì cũng phải dành lời khen cho số 10. Trình hướng nhanh. Nam rơi vào trạng thái vô cùng khó khăn. Nguy hiểm quá. Nhưng mà đối thủ đã áp sát. Cú đá căng. Hồ Văn Ý vẫn rất tuyệt vời. Chỉ dâu luôn. Rất nguy hiểm. Không vào. Không, Hồ Văn Ý rất tuyệt vời. Văn Ý có và bắt bóng như ý.